Theo thống kê, hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà thực hiện công tác quản lý vận hành 40 khu chung cư với 169 khối nhà thuộc sở hữu nhà nước. Riêng tại quận Sơn Trà có 11 khu chung cư với 57 khối nhà và nhiều nơi đã xuống cấp. Bình thường hay cũng có dột đó, dột nhiều, nhưng mà chiều về là họ sinh hoạt nào tắm họ rửa rồi bắt đầu dưới dội xuống mình chịu không nổi luôn. Tình trạng chung cư xuống cấp là vấn đề cử tri thành phố đã kiến nghị suốt thời gian qua. Tại kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 vừa qua, vấn đề này tiếp tục được nhiều đại biểu nêu ra khi Ủy ban Nhân dân thành phố trình kinh phí thực hiện bảo trì chung cư năm 2024. Tôi đề nghị là nghiên cứu lại, là nên đẩy cái sửa chữa thường xuyên này nó tăng lên bằng cái cách gì đấy chúng ta cơ cấu lại để chúng ta và có cái sự mà điều tiết chúng ta sửa chữa cái nào dứt điểm cái đấy. Thì như vậy thì mới hết được ý kiến của cử tri. Chứ còn bây giờ với cách sửa chữa này thì nó làm cho chúng ta giống như cử ngựa xem hoa, tức là xuống chỉ là làm quẹt quẹt mấy cái rồi xong cái là hết năm. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố chi thường xuyên với hơn 18 tỷ đồng để thực hiện công tác sửa chữa đột xuất phục vụ bảo trì chung cư thuộc sở hữu nhà nước. Tiếp tục rà soát những khu chung cư xuống cấp và chúng ta phải có ngay cái thái độ chúng ta phải xây mới. Bởi vì cái này tôi đã nhiều lần chất vấn nhưng mà chưa thấy có những cái động thái để chúng ta thay thế những cái chung cư đã qua xuống cấp như ở Thuận Phước, Hòa Minh. Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, tính đến hết năm 2023, tổng nợ tiền thuê nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước khoảng hơn 50 tỷ đồng, do đó cần đôn đốc thu hồi công nợ kéo dài này. Đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát lại quy trình bảo trì và kế hoạch bảo trì nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố để tổ chức sửa chữa, bảo trì mang tính lâu dài.